Ngày 25 tháng 12, thông tin từ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa cho biết, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, cải tạo một số hạng mục, mua sắm thiết bị cho sân vận động tỉnh Thanh Hóa và nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa. Với riêng sân vận động tỉnh Thanh Hóa, việc đầu tư ghế ngồi nhằm mục tiêu cải tạo, nâng cấp, đảm bảo điều kiện tổ chức các giải bóng đá quốc gia theo quy chế bóng đá chuyên nghiệp. Theo đó, sân vận động tỉnh Thanh Hóa sẽ được lắp đặt khoảng 10.000 chiếc ghế ngồi ở cả hai khán đài để phục vụ người dân xem bóng đá tốt nhất. Ngoài ra, tỉnh Thanh Hóa dự kiến lắp đặt thêm một màn hình LED kích thước 6m x 5m ở khu vực sau cầu môn phía Bắc và một máy phát điện dự phòng công suất 630 kVA. Dự kiến, việc đầu tư sẽ được triển khai trong giai đoạn năm 2024 đến năm 2026.